Chán ngay với những chậu cây u rũ, thiếu sức sống, hãy chào đón những chiếc lá xanh tươi và cây cối khỏe mạnh hơn với BioSteam. BioSteam không chỉ là một loại phân bón thông thường, đó là một nguồn năng lượng hữu cơ được thiết kế để trẻ hóa khu vườn của bạn. Hãy tưởng tượng những chiếc lá xanh tươi rực rỡ và cây cối khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Đó chính là những gì BioSteam mang lại. Được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, BioSteam nuôi dưỡng cây trồng của bạn từ gốc đến ngọn, giống như bạn đang cho chúng một bữa ăn ngon mỗi ngày vậy. Thêm vào đó, BioSteam 100% hữu cơ nên rất an toàn cho gia đình, thú cưng và môi trường. Dù bạn là một người làm vườn dày dẫn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, BioSteam giúp bạn dễ dàng đạt được kết quả tuyệt vời. Chỉ cần pha trộn và sử dụng và chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra. Vậy còn chờ gì nữa? Biến khu vườn của bạn thành một ốc đảo xanh tươi với BioSteam. Truy cập daraplant.vn để tìm hiểu thêm. Cây trồng của bạn sẽ cảm ơn bạn đấy. Hãy nhớ, với BioSteam, lá xanh và cây khỏe mạnh chỉ cách một lần rác. Chúc các bạn làm vườn vui vẻ.